Chào cả nhà. Sang đi ra lo cho các boss xong rồi vô làm công chuyện nhà. Tranh thủ bữa nay chiều Sang đi về nhà nấu đồ ăn chiều với lại anh hai, cậu hai đó cả nhà. Bữa nay trời thời tiết thay đổi nên là lạnh, hôm qua trời rất là ấm. Hôm qua Sen đi ăn chơi về, hai con mắt của Sen nó bị sưng hết trơn luôn á. Ở ngoài kia có nhiều bông qua đó, gió nữa. Giờ Sen đi kiếm bà boss mèo đây. Sen luôn chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống và gia đình. Cả nhà luôn ủng hộ Sen nha. Hôm qua có rất nhiều thuyền bờm nó đi ngang đây, bữa nay trời cũng hơi lạnh đó cả nhà. Boss này nó hành Sen hôm qua nửa đêm, Sen phải đi kiếm nó cả nhà ơi. Trời mùa này ấm nên nó chơi lâu lắm. Nhảy xuống đi. Sen sợ nó đi chơi rồi mấy con cáo bự bự ra quýnh lộn. Nhiều khi một mình nó làm không có lợi á, nhiều khi con cáo xé thịt nó luôn á cả nhà. Có một lần bị con cáo quýnh lộn với nó bị rách cái mặt luôn á. Ở trên này mà có cái lò nướng barbecue rất là tuyệt vời cho mùa hè đó cả nhà. Sen không có đi đâu chơi, chỉ vòng vòng ở đây, chỉ chia sẻ cảnh bờ sông rồi vòng vòng xung quanh khu vườn của nhà boss Sen thôi á. Đi đá banh với lại boss đen 10 phút đây. Ngày mai Sen rảnh Sen tắm cho nó, còn không thứ tư Sen tắm. Ông này mỗi lần tắm Sen cũng đổ mồ hôi với nó luôn đó nha. Để Sen kêu nó ngồi. Rocco, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Rocco sit, 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 good. Đây, cả nhà thấy không, nói tiếng Việt không có nghe, nói tiếng Anh. High five, high five, high five, high five. Đi kiếm trái banh đi, kiếm banh. Take banh, take banh, take banh, good. Chắc Sen phải nói tiếng Việt với nó cả nhà ơi. Con chó ở Việt Nam thì nói tiếng Việt nó hiểu, mà nói tiếng Anh là nó không hiểu. Còn con chó ở đây mà nói tiếng Việt nó không có hiểu. Chó Đức nói tiếng Anh đó cả nhà. Bình thường ở bên Đức thì con chó nó nói tiếng Đức. Con chó này nói tiếng Đức không có hiểu mà nói tiếng Anh. Đang cho tụi nó đi dạo xong rồi anh thủ vô làm chuyện nhà của Sen. Rocco, Rocco nó ra đây là nó cứ ăn mấy cái cức của con vịt đó.
cho các boss ăn xong rồi bây giờ sẽ tranh thủ đi về nhà nấu buổi ăn chiều cho cậu hai với anh hai xem. Bữa nay vẫn còn ngày lễ nên là cũng không có người đông hết cả nhà. Sang đi 2 tiếng, về 2 tiếng, mất 4 tiếng, ở nhà được hơn 1 tiếng đó cả nhà, tranh thủ về. Nấu đồ ăn xong thì Sang canh giờ tối khoảng chừng 7 giờ Sang đi, 9 giờ tới đó thì Sang cho boss đi dạo. Đi như vậy thì nhanh hết giờ cả nhà, nếu mà mình ở đó hoài thì lâu hết giờ lắm. Với lại Sang cũng phải tranh thủ về nhà nấu đồ ăn cho cậu hai nữa. Không có xe thì suốt ngày nó gặm bánh mì hoặc nó ăn đồ ở ngoài đó cả nhà. Sang về ở nhà có cái gì Sang lấy ra Sang làm đồ ăn luôn. Ở đây là đường ray nên là tàu bè nó nhiều quá cả nhà. Nguyên chiếc tàu dài sọc luôn.